chống đối cảnh sát giao thông vì đâu mà dân lập liều. Trong 6 tháng đã có hai cảnh sát giao thông thiệt mạng như vụ lăng mạ hành hung lực lượng cảnh sát giao thông ngay trên đường. Trong 6 tháng đã có hai cảnh sát giao thông thiệt mạng như vụ lăng mạ hành hung lực lượng chức năng ngay trên đường. Gần đây thì liên tiếp xảy ra tình trạng chống đối lực lượng cảnh sát giao thông ở mức độ nghiêm trọng. Trong 6 tháng đã có hai cảnh sát giao thông thiệt mạng khi ngăn chặn xe có dấu hiệu vi phạm và nhiều vụ lăng mạ hành hung lực lượng chức năng ngay trên đường đang làm nhiệm vụ. Cục Cảnh sát Giao thông C67 Bộ Công an đánh giá đây là tình trạng hết rất nghiêm trọng. Vấn đề là vì sao tình trạng này lại leo thang đến như vậy? Theo ý kiến của đa số độc giả gửi về báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trong bài viết Vì sao cảnh sát giao thông thường xuyên bị chống đối? Đăng vào ngày 21 tháng 7, hầu hết thì cho rằng nguyên nhân là từ thái độ và cách làm việc của các chiến sĩ cảnh sát giao thông trong một số trường hợp gây phản cảm cho dân, đồng thời cũng do ý thức của người tham gia giao thông còn kém và hành xử chưa đúng mực. Độc giả Anh Bay cho rằng, do ý thức của người tham gia giao thông kém là một phần, một phần nữa là các cán bộ khi cảnh sát giao thông thì lại chạy băng qua đường để chặn các xe lãnh làn không, vô cớ tuyết còi xe để kiểm tra, xử phạt khi không có bằng chứng vân vân và cuối cùng thì đưa tiền để được đi cho nhanh. Một độc giả là Thanh Thanh Hà Nguyễn thì lại thẳng thừng. Tôi không bành vực người chống đối cảnh sát giao thông, nhưng nếu cảnh sát giao thông luôn luôn làm đúng không nhũng nhiễu hành sự quang minh chính đại, thì chắc chắn rằng không có người dân nào mà lại đi làm cái chuyện thiệt thanh đó là chống người thi hành công vụ. Một vài độc giả đưa ra góc nhìn khác như nhặt Giang, do cảnh tài xế nhất là các tài xế đường dài, hạn chế hiểu biết ý thức kém vi phạm rất nhiều lỗi mà khi bị bắt thì đều dính phạt nặng. Họ sợ bị phạt, sợ cộng thêm thỏi ngang tàng nên ra tay luôn chứ sao. Thực tế có khá nhiều trường hợp hành vi chống người thi hành công vụ đã vượt quá giới hạn của việc tự bảo vệ quyền lợi của người dân. Nó đã bị đẩy đến mức coi thường pháp luật, tính mạng và tài sản của người khác. Thế nhưng cảnh tài xế vẫn có người làm. Tôi cho đó là không hiểu biết và thiếu đạo đức, bạn đọc Tê Vinh nhận chết. Đồng tình thì một độc đọc giả khác tên là Tinh Huy ở thông tin ở Hàn Quốc, nếu người vi phạm đôi co hoặc đánh lại cảnh sát thì tội có thể nhân lên gấp đôi gấp ba hoặc là bị tước quyền lái xe vĩnh viễn. Viến. Khó để kết luận được lỗi thuộc về bên nào nhiều hơn, nhưng trách nhiệm của công dân trước hết là phải hành xử theo pháp luật, chống người thi hành công vụ là phạm pháp có thể gánh hậu quả nghiêm trọng. Để người tham gia giao thông hiểu được điều này thì cần chú trọng hơn ở phần phần thi lý thuyết lấy bằng lái, lòng vào chương trình học các khái niệm pháp lý ý thức của công dân đối với giao thông và cảnh sát giao thông là góp ý của một bạn đọc Bùi Minh Thắng. Về phía cảnh sát giao thông thì chỉ công vô tư đảm bảo mọi vi phạm đều xử lý theo luật một cách đúng đắn thì sẽ không có bắt mãn, bắt công. Kiên nhẫn mềm mỏng và tử tế chính là thái độ cần có để được người dân khâm phục, khẩu phục. Chế độ lương bổng cho cảnh sát giao thông phải phù hợp, phải có động viên khen thưởng những tấm gương liêm chính, và sự thật nghiêm những hành vi tiêu cực. Như vậy thì cảnh sát giao thông và dân sẽ đều vui vẻ làm đúng, là những giải thích khả thi của bạn đọc ccb huyền dung và ngô tiết trước tình trạng này